Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Harry Won và lọt sau việc lên tiếng khi Chiến Thành bị dựng chuyện bay lắc. Làm ơn hãy đặt vào vị trí của người khác, Harry Won bức xúc viết. Những ngày vừa qua, Chiến Thành là cái tên thu hút sự chú ý của công chúng bởi vụ ồn ào sử dụng chất kích thích. Ngay khi thông tin bị lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, nam MC đã có động thái xử lý triệt để người tung tin đồn thất thiệt. Sau khi tìm ra thông tin những người dựng chuyện về mình, Chiến Thành cùng quản lý và luật sư riêng đã có cuộc gặp gỡ để làm rõ sự việc. Nam MC cũng đã chia sẻ đoạn video đối chất cùng người tung tin đồn để đông đảo cư dân mạng cùng biết đến. Dù rất tức giận vì bản thân bị thiêu dệt chuyện sai sự thật, nhưng Chiến Thành vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và giải thích cho những người đó thấy hậu quả của vụ ồn ào này. Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, danh tiếng và bố mẹ, người thân, nam MC cũng bị nhiều lời bàn tán không hay. Ngoài ra, hàng chục đơn vị mời Chiến Thành làm gương mặt đại diện cũng yêu cầu nam MC phải làm đơn giải trình và làm rõ sự việc. Có hai hợp đồng quảng cáo Chiến Thành chuẩn bị ký cũng bị tạm hoãn bởi vụ việc này. Trước những lời giải thích của Chiến Thành, hai cô gái ở Việt Nam đã có thái độ hối lỗi về hành động của mình. Tuy nhiên, cô gái còn lại với nickname là GN, người phát tán bài đăng là Việt Kiều ở Singapore, lại cố gắng bào chữa quanh co, thậm chí trách móc ngược lại Chiến Thành, khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, GN cho rằng, việc Chiến Thành chia sẻ tìm người tung tin đồn khiến gia đình cô, nhất là ba đứa con của cô bị ảnh hưởng. Cư dân mạng tấn công, điều này khiến Chiến Thành phẫn nộ và hỏi ngược lại, bạn càng giải thích lý do, tôi càng thấy bạn không có thiện chí xin lỗi. Bạn đăng bài không đúng về tôi, ảnh hưởng đến cuộc sống danh tiếng và gia đình của tôi. Bạn có ba đứa con, ba mẹ tôi cũng có ba đứa con. Ba mẹ tôi nuôi dạy để con cái họ xây dựng sự nghiệp cho bạn tung tin đồn thất thiệt. Mọi người sẽ soi mói chỉ trỏ vào ba mẹ tôi, bạn có nghĩ không? Bạn nhắn tin xin tôi lên tiếng để cư dân mạng không tấn công gia đình bạn. Và tôi đã làm thế, đã lên tiếng kêu gọi mọi người không khủng bố người thân của bạn rồi mà. Đồng thời, việc Chiến Thành hành xử văn minh khi mở lời xin phép những người này để ghi hình, làm mờ hình ảnh của họ cũng nhận được lời khen ngợi từ cư dân mạng. Dù những người tung tin đồn đã gửi lời xin lỗi xong, Chiến Thành cho rằng không muốn đôi co nhiều vào việc khởi kiện sẽ nhường lại cho luật sư xử lý. Ông xã Harry Won cũng khẳng định, những người này sẽ phải bồi thường khoản tiền bằng với con số thiệt hại anh đã gặp phải. Con số bồi thường cuối cùng, các bạn hãy tự tưởng tượng đi, tôi hứa là tôi sẽ làm. Trước động thái quyết liệt của Chiến Thành, hàng loạt nghệ sĩ Việt như Harry Won, BB Trần, Hải Triều, Trung Phạm đều đồng loạt đứng về phía anh. Mọi người đều để lại lời động viên ủng hộ quyết định của nam MC để sau này không còn những trường hợp tương tự xảy ra. Cả nhà ơi, nên nhớ rằng mạng xã hội bây giờ ảo mà thật, nên khi phát ngôn hay đăng status gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Bị phạt là một chuyện, còn ảnh hưởng đến danh dự người khác nữa. Trung Phạm, cựu thành viên nhóm 365 viết. Trong khi đó, Harry Won cũng lên tiếng ủng hộ ông xã. Cô bày tỏ sự bức xúc đối với trường hợp của GN. Mình làm phiền người ta thì đó là vô tình. Nói chung làm gì làm ơn đặt vào vị trí ngược lại sẽ có đáp án. Kể từ ngày Chiến Thành vướng phải vụ ồn ào, Harry Won luôn động viên an ủi chồng. Nam MC cho biết, vợ khuyên anh không nên suy nghĩ những điều tiêu cực để ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe,